Ok, hello, chào anh em quay lại channel của mình. Tiếp theo cái video là hôm nay mình có đi làm ngang qua đây thì mình gặp một cái hiện tượng khá là, phải nói như thế nào nhỉ, gọi là thiên nhiên tàn phá khá là ghê gớm. Một hiện tượng, nói chung là mình sống ở cái Tây Nguyên này hai mấy năm rồi mà chưa bao giờ mình gặp cái trường hợp như thế này. Thì hôm nay mình thấy cái trường hợp này khá là nặng thì mình review lại cho anh em xem. Thì cách đây 2 ngày có một cái trận mưa khá là lớn, gọi là bão tố á, kéo đến. Đấy, nó mình chỉ nghe nói và hôm nay mình đi làm ngang qua con đường này và mình thấy đúng như sự thật và mình review lại cho anh em xem. Ok anh em. Đây chính là vườn điều. Mà gió nó quật ngang, nói chung là điều thì cũng là gọi là nhẹ thôi, nhưng mà mình sẽ review cao su cho anh em xem nó nặng đến tình trạng như thế nào. Mà khiến mình thấy bất ngờ và phải quay lại video này để cho anh em xem. Đấy, anh em thấy không? Hình như mấy trăm héc cao su, phải gọi là mấy trăm héc cao su bị cơn gió bão gì đó, số mấy gì đó mình không biết, nhưng mà nói chung là gió gì, gặp cái gió gì mà khá là lớn, nó bẻ ngang cao su hết. Đấy, cao su này là của công ty, của thuộc nhà nước của công ty á. Đấy, gọi là mấy trăm hecta bị cơn gió nó bẻ ngang. Đấy, anh em thấy không? Cái hiện nói chung cái hiện tượng này là hiện tượng đầu tiên. À, mình sống ở cái Tây Nguyên này cũng hai mấy năm rồi và mình nhìn thấy cái hiện tượng này khá là ghê gớm nên mình review cho anh em xem. Nó bẻ ngang hết gốc cao su. Anh em thấy không? Nó bẻ như vậy á. Gọi là nó tàn phá vài trăm hecta. Khá nặng này. Đấy, anh em xem đi. Anh em thấy không? Đấy. Mình nói nhớ, đây là cái cảnh tượng đầu tiên mình nhìn thấy. Hiện tại thì xe bốn chân nó vào tới đây để nó bốc hàng này, em biết rồi. Cái bây giờ nó đang cưa lấy củi thôi. Em nhìn thấy không? Đấy, mình cho em nhìn thấy. Đấy, em nhìn thấy không? Tàn phá khá là ghê gớm. Nói chung là ở đây thì còn đỡ, để tí nữa mình ra ngoài kia mình review cái đoạn nó nặng hơn cho em xem. Đấy, hôm nay tình cờ đi làm ngang qua thì phát hiện ra, nói chung là phải rút cái máy quay ra để review lại cho anh em xem, vì thế nó quá kinh khủng. Không biết cơn bão này là cơn bão gì hay là cơn gió gì mà khiến cao su gãy ngang đòn như vậy. Anh em thấy không? Đấy, hàng bây giờ hiện tại hàng trăm thợ cưa đang cưa hoạt động liên tục ngày đêm để làm cho nó sạch sẽ cái vườn lại này. Đấy, đợt mình nghe nhiều người nói nó bít thẳng con đường này luôn này. Mình nghe mấy người nói nó bít thẳng hết con đường này luôn. Đấy, xe 4-5 chân nó vào để mình review cho anh em xem. Mình chạy đến, bây giờ mình lại lấy xe máy cái đã. Cũng khiếp thật. Nói chung là mình vừa chạy vừa quay, nó khá là rung. Thì anh em thông cảm hộ mình cái nha. Đấy, bây giờ mình sẽ review thẳng con đường này cho anh em xem. Đấy, anh em thấy không? Nói chung là khá là nặng nề. Thằng Tâm thời cưa đang hoạt động và xe cày, xe kéo, nói chung là 4 chân, 5 chân thì nó vào tới đây suốt luôn. Mình sống ở cái đất cơ này nói chung là cũng hai mấy năm rồi. Đây là cái lần đầu tiên mình chứng kiến cái cảnh như thế này. Anh em thấy không? Đấy, em thấy không? Đấy, á, kinh khủng thật. Nói chung là không biết nói gì hơn. Thì cái năm này là năm khá là đại hạn. Ở Tây Nguyên thì mình mưa khá là ít. Đấy, 4 chân, 5 chân, củi này nhìn này. Đấy, mình vừa chạy vừa review cho em xem bên về đường thôi. Chứ vô trong nó hơi sâu xa tí. Đấy, anh em thấy không? Đấy, nó tàn phá cỡ đấy ấy. Gọi là kiểu cơn đại hồng thủy. Mà cái năm này nói chung năm làm ăn kinh tế khá là xuống thấp, làm cái gì cũng thua lỗ, nên anh em nói chung là làm cái gì cũng phải thận trọng nhé. Mình làm nông nghiệp thôi, trồng cà phê tiêu điều thôi, nhưng mà năm nay mưa hạn hán không có nước, mà hôm qua hôm kia có một trận mưa thôi mà nó gãy cửa này rồi thì không biết sau này làm gì mà sống. Đấy, mình thấy cảnh tượng này mình review lại cho anh em xem. Nói chung là em thấy không,
gọi là phải mình phải tính phải trà cả trăm hecta vậy á, chứ không phải ít đâu. Thật thử sự thật là như vậy luôn mà. Nên đó, cao su này, cao su của công ty, của công ty 74 ở Tây Nguyên mình nhá, Gia Lai Đức Cơm. Đấy, anh em thấy không, nó tàn phá khá là ghê gớm. Không biết giờ công nhân cũng chắc mình nghĩ là thất nghiệp á, chuyển sang phá cao su rồi chuyển sang chăm sóc cao su. Thì chăm sóc cao su thì lương khá là thấp, không biết sau này làm gì mà sống man nữa. Đấy, chắc chắn thì bây giờ người ta đang lấy củi thôi, sau chờ người ta kiểm kê xong những cái cây mà cải ngang này, chờ trên ở phía trên tổng tư lệnh gì đó xuống chắc kiểm kê gì đó rồi mới cưa được. Nên thấy không, 4-5 chân nó đi, có cái đường nó đi dày đặc luôn này. Mà cao su này người ta vào dự án thì có tầm 7 năm nữa thì mới khai phá hết được, 7 năm nữa mới gọi là cưa cây để bán á. Nhưng mà gọi là thiệt hại khá nặng nề cho nhà nước, cũng một phần cho nhà nước. Mình vừa để xe vừa review, nói chung nó hơi rung, thì anh em nào xem rung quá thì thông cảm của mình cái. Ok anh em nhé, đường nó sóc thì nó cũng khá là rung. Đấy, anh em thấy không, nói chung là xe hai bên đường gọi là tấp nập gì á. Mình sẽ đi hết con đường này dài như nào cho anh em xem. Đấy, khá là mỏi tay ở đây, chạy vừa chạy một tay vừa cầm máy quay quay review thì khá là mỏi tay. Đấy, phía trong kia nó gãy khá là nhiều, anh em thấy khói, thử cưa nó cưa khói lên không, nhưng mà mình không có vào không được. Nói chung quay như này thì anh em cũng nhìn thấy rồi. Nơi người ta làm việc mình cầm máy quay tới người ta hỏi ngại nên mình thôi hạn chế, mình đi ngoài đường mình review cho anh em xem thôi. Đấy, nói chung có khu gãy thì thiệt hại nhà nước khá nặng, nhưng mà người lao động như mình thì lại có việc làm, đấy là hay. Nói chung là vừa có lợi vừa có hại nha em. Cao su gãy khá là nhiều thì giờ nhà nước thì đói khát, nhưng mà nhà nước thì nói chung phải đói khát, nhưng mà kinh tế nó giảm xuống một tí gọi là thiệt hại khá là nặng, nhưng mà người dân có cái là có khó khăn việc làm, bữa nay thất nghiệp khá là nhiều. Nay tính theo tỷ số 95 triệu dân của Việt Nam mình thì thất nghiệp khá là nhiều đấy. Hầu như khu vực của mình thì thanh niên đủ 18 tuổi là đi Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước gì đó làm công ty nông nghiệp hết. Đấy, chỉ có thanh niên nào làm lao động thì trụ lại ở đây mà làm. Anh em thấy không, cao su nó tàn phá ở đây đấy. Thì em biết sau này, nói chung hai bên đường gọi là cả trăm hecta mình đi nãy giờ, anh em thấy không, phải mấy cái số ở đấy, không phải đơn giản đâu. Chỗ này thì nó còn đỡ, nó gió nó bẻ ngang luồng của nó đi ngang qua đây còn đỡ tí này. Đi thẳng ở đây cái là anh em thấy không, nó tàn phá gọi là nè. Đây, mình quay bên đây cho anh em xem. Đấy, nó tàn phá này, anh em thấy không, sụt. Cho mình chạy xe, mình quay máy nó hơi rung tí nha nha. Đấy, thôi cho mình dừng lại review luôn cái đoạn này, chung khá nặng cho anh em xem luôn. Em thấy không? Đấy, chù, cha mẹ ơi. Đấy, mình nói chung là mình thấy cái hiện tượng này khá lạ nên cũng review lại cho anh em xem. Đấy, gọi là cái gì ta? Mình phải nói sao ta? Gọi là cái đó bỏ qua đi, quên mất rồi, đang nói chuyện bên em mà quên mất rồi. Thì đấy, mình chỉ qua như vậy cho anh em xem thôi. Anh em thấy không, khá là thiệt hại, khá là nặng nề đấy. Đấy, thiệt hại khá là nặng nề. Thôi mình quay đến đây thôi, để quay để làm cái clip cho tất cả mọi người biết và để mọi người xem thôi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Đấy, anh em nào thấy video này hay mà video này quay thì cho anh em xem thôi, chắc không hay đâu, nhưng mà nếu mà cho mình cái like, cái share, cái sub để cái động lực để mình thấy cái gì hay mình review lại cho anh em xem nhé. Ok nè, hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Đấy, tạm biệt anh em.